Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video mới của ngày hôm nay. Cạnh bên mình đây là một cái em gimbal rất quen thuộc với các bạn rồi, Moza Mini S, một trong những cái chiếc gimbal giá rẻ nè, chống rung 30 cũng như hoạt động rất là ổn định nữa. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói đến cái firmware mới update gần đây trên Moza Mini S. Nó cho chúng ta một cái trải nghiệm phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Đặc biệt là nó hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều về cái ứng dụng Moza Genie sử dụng trên cái em Moza Mini S này. Rồi và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng tìm hiểu là cái firmware mới nó hỗ trợ chúng ta những cái gì về cái phần mềm trên em Moza Mini S này nhé. Thì nếu như các bạn lần đầu mua cái Moza Mini S này thì các bạn chỉ cần tải về cái ứng dụng Moza Genie và mở lên là các bạn đã có thể cập nhật và update liền luôn cái firmware trên cái Moza Mini S này rồi. Còn nếu như các bạn mà đã mua cái chiếc gimbal này và đã sử dụng một thời gian rồi á thì các bạn sẽ phải kết nối lại với cái Bluetooth với cái ứng dụng Moza Genie, thì các bạn sẽ có một cái bản update và các bạn chỉ nhấn update lên là xong rồi. Cái việc update trên cái chiếc gimbal này với cái ứng dụng Moza Genie rất là dễ ha. Ở đây thì các bạn kết nối với cái app thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút cái ký hiệu nhấp nháy của cái Bluetooth này. Các bạn nhấn vào đây và kết nối với lại cái Moza Mini S. Và ok, như vậy là các bạn đã có thể kết nối xong ứng dụng Moza Genie với lại cái điện thoại của mình một cách rất là nhanh, rất là dễ dàng luôn. Thì ở đây chúng ta có những cái thứ mà chúng ta cần quan tâm như sau. Đầu tiên thì các bạn thấy ha, cái thay đổi lớn nhất về cái giao diện của cái Moza Genie so với cái bản trước đó chính là những cái nút chức năng nó đã đều nằm ở bên cạnh bên phải của cái chiếc điện thoại của các bạn hết rồi. Các bạn chỉ việc chọn cái chức năng mà các bạn mong muốn mà thôi. Nó khác với cái phiên bản trước là các bạn phải nhấn vào cái setting rồi nhấn vào cái video, từ video nó mới trổ ra cái này cái kia. Thì bây giờ những cái chức năng quan trọng và cơ bản nhất các bạn cần sử dụng thì nó đều có sẵn ở phía bên phải của cái điện thoại của các bạn rồi. Các bạn chỉ việc kéo chọn là nó sẽ cho ra được những cái gì mà các bạn cần luôn. Ở đây các bạn có thể thấy nè, photo nè, video nè, trajectory delay, cái này nó giống như cái hyperlapse các bạn, timelapse cũng như là cái slow motion ha. Đó thì các bạn cứ việc kéo chuyển đổi và cũng như là có thể nhấn quay, nhấn chụp cũng như là có thể sử dụng cái nút chức năng ở phía dưới mà các bạn thao tác mà thôi. Rồi cực kỳ đơn giản luôn. Và điều đặc biệt trên cái ứng dụng mới của Moza Genie này, nó cho chúng ta chuyển đổi rất là nhanh giữa hai cái chế độ, đó chính là chế độ auto. Hiện tại mình đang để ở chế độ auto nè. Mọi cái thông số nó sẽ đều tùy chỉnh cho mình hết. Hoặc là các bạn cũng có thể điều chỉnh thủ công trên cái ứng dụng này bằng cách ở phía dưới góc trái màn hình. Đây các bạn có thể thấy để chế auto nè. Các bạn nhấn vào đây, nó sẽ chuyển sang chế độ chỉnh tay là professional, chuyên nghiệp các bạn. Các bạn có thể hoàn toàn tùy chỉnh tất cả những cái thông số, những cái gì mà bạn muốn trên cái ứng dụng này luôn. Đó thì ở đây các bạn có thể chỉnh được cái độ phân giải nè. Ở đây thì do mình đang sử dụng cái điện thoại Android cho nên nó chỉ có lên đến 30 khung hình trên giây thôi nha các bạn. Cái điểm yếu cố hữu của cái ứng dụng sử dụng trên những cái chiếc điện thoại Android các bạn biết rồi ha. Không sử dụng được cái 60 khung hình trên giây nha. Rồi ở đây là cái độ phân giải, cái khung hình trên giây cũng như là cái shutter speed. Ở đây các bạn có thể cho nó là auto cũng được luôn ha. Nếu như các bạn muốn chỉnh tay thì các bạn tắt auto đi và chỉnh những cái thông số mà các bạn mong muốn. Cũng như là cái cân bằng trắng nè, đó các bạn có thể tùy chỉnh theo cái ý thích của mình. Cũng như là cái ISO. Rồi các bạn có thể chỉnh cái ISO auto hoặc là các bạn cũng có thể chỉnh tay được ha. Và cái ISO tối đa thì nó sẽ tùy thuộc vào cái chiếc điện thoại của các bạn mà nó sẽ cho chúng ta cái dãy ISO tối đa. Rồi các bạn cũng có thể chỉnh auto. Ở đây thì mình khuyên các bạn nên chỉnh sang cái chế độ là profession để các bạn có thể chỉnh bằng tay những cái thông số. Tại vì ở đây các bạn vừa có thể chỉnh bằng tay cái thông số được, vừa có cho phép các bạn auto trên từng cái tùy chỉnh luôn. Đó các bạn có thể linh hoạt hơn. Cũng như các bạn có thể tùy chỉnh một số cái khác ở trên cái phần setting của chiếc gimbal. Ở đây là cái zoom bit. Đó là các bạn có thể chỉnh cái tốc độ của nó là từ 1 cho đến 100 thì càng thấp thì cái tốc độ zoom nó sẽ càng chậm thôi. Thông thường mình sẽ để thấp một xíu để cho cái tốc độ zoom nó được dễ chịu hơn, mình sẽ theo sát được cái những gì mình muốn quay. Cũng như là cái calibrations. Ở đây thì các bạn sẽ cân chỉnh lại cái chiếc gimbal. Nếu như các bạn sử dụng một thời gian cái chiếc gimbal này cảm giác nó bị lệch á, nó không đều á, các bạn có thể làm theo hướng dẫn của những cái bước ở trên đây mà các bạn cân chỉnh lại là cái chiếc gimbal của các bạn nó sẽ đều lại. Và một cái nữa là các bạn có thể tắt hết những cái thông số, những cái râu ria ở trên cái phần mềm này để cho các bạn tiện quay phim, tiện nhìn hơn. Còn ở dưới cái phần này đó chính là cái phần camera setting, là các bạn có thể setting được những cái gì liên quan đến cái chiếc camera của mình. Ở đây thì nó có cái gương lật nè, lật lại gương nè, cũng như là cái frame drop nè, cũng như là cái khi mà ghi âm thì các bạn tắt tiếng đi. Đó liên quan đến cái phần âm thanh hình ảnh trên cái chiếc camera thôi, cũng không có gì quan trọng đâu. Cần thì các bạn bật, không cần thì các bạn tắt nó đi. Ở cái phần này thì các bạn lưu ý ở cái phần spirit level,
thì khi bạn nhấn vào đây nó có được căn chỉnh rồi ha. Đó, nó sẽ giúp cho các bạn biết là cái điện thoại của các bạn nó đã căn chỉnh chuẩn chưa và những cái góc các bạn quay nó có bị lệch góc nào không. Đây cũng khá là hay ho ha. Thì các bạn có thể đặt như vậy hoặc các bạn có thể tắt nó đi để cho dễ nhìn hơn. Rồi đó là phần camera setting. Đây là những cái thông số cơ bản thôi. Đến với cái phần quan trọng nhất của cái chiếc gimbal, đặc biệt là phần update mới trên cái ứng dụng Moses Shiny này. Đầu tiên thì cái lưới này, các bạn có thể bật cái lưới lên. Rất là nhiều lưới hay ho luôn ha, cho các bạn có thể bật tùy chỉnh theo cái ý thích của mình đây. Rất là nhiều những cái đường lưới, những cái frame hay ho mà các bạn có thể tùy chỉnh được. Rồi, tùy theo cái mục đích của các bạn thôi, các bạn có thể tùy chỉnh thiết kế làm sao để cho các bạn có thể tiện nhìn nhất, dễ nhìn nhất với cái giao diện mà các bạn mong muốn. Là cái phần cực kỳ quan trọng trên cái chiếc gimbal Moja Mini S này, đặc biệt là ở cái firmware update mới nhất. Đầu tiên là cái màu sắc, các bạn có thể thấy đây, nó cho chúng ta rất là nhiều những cái màu để tùy chọn luôn ha. Nó bao gồm là những cái màu gốc cơ bản nè, màu tự nhiên nè, gomesh nè, playful nè, len nè. Trời ơi, thật sự phải nói với các bạn là những cái màu sắc, những cái filter hỗ trợ trên cái ứng dụng Moja Zenny này nó nhiều cách khủng khiếp luôn. Mình đếm sơ sơ là nó tầm khoảng đến gần 100 cái filter mà các bạn tùy chọn, kể cả những cái màu rất là cinematic như là những cái màu phim ở trên đây. Đó là các bạn có thể chỉnh được màu mà các bạn mong muốn, tạo ra những cái video chất lượng hơn nè, nó mềm mại hơn cũng như cái màu sắc của nó cực kỳ là đẹp nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái nâng cấp đáng giá nhất, đó chính là chức năng Story Template. Các bạn có thể nhấn vào cái góc phải ở phía trên ha, là các bạn sẽ có ngay một cái template cho riêng mình. Việc của các bạn là chọn những cái phong cách, những cái video mẫu mà các bạn thích. Sau đó các bạn đặt một cái góc cố định nào đó, và việc còn lại là cái chiếc gimbal nó sẽ thực hiện thay bạn để tạo ra những video rất là nhanh nhưng cũng cực kỳ là sáng tạo luôn. Các bạn có thể chia sẻ ngay lên Facebook, lên Insta, lên TikTok để khoe với bạn bè. Chắc chắn những cái video được tạo ra từ Story Template khi mà các bạn chia sẻ lên mạng xã hội sẽ được rất là nhiều like, rất là nhiều lượt thả tim từ bạn bè, bởi vì nó cực kỳ sáng tạo cũng như nó cực kỳ là đẹp. Với những cái bước cực kỳ đơn giản là bạn đã có thể tạo ra cho mình được những video chất lượng như vậy rồi. Thật sự đây là một cái nâng cấp quá đáng kể và quá tuyệt vời của em Moja Mini S trong phiên bản update lần này, giúp cho cái trải nghiệm của chúng ta đã tốt nay còn tốt hơn thêm một bậc nữa. Thật sự mình đánh giá rất là cao về cái update firmware lần này, đặc biệt là cái chế độ Story Template cũng như là những cái màu sắc hỗ trợ trên cái ứng dụng Moja Mini. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến các bạn những cái điểm khác biệt, những cái điểm nổi bật mới của cái ứng dụng Moja Mini sau cái firmware update mới lần này. Thật sự thì nó thay đổi 180 độ, thế nhưng nó thay đổi theo hướng hoàn toàn tích cực. Cái giao diện của nó thật sự dễ dùng hơn rất là nhiều so với cái giao diện của cái phiên bản trước. Cũng như nó có thêm rất nhiều tính năng, trong đó nổi bật là cái tính năng Template Story. Về cái ứng dụng hỗ trợ trên Moja Mini S đó, cho chúng ta một cái trải nghiệm thật sự quá là tuyệt vời sau khi được nâng cấp update cái firmware mới lên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo video này, đó chính là những cái mod sử dụng trên cái em Moja Mini S. Và sau cái bản update này thì nó cũng có một vài cái sự thay đổi nhất định về những cái phím chức năng, những cái mod sử dụng, và mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn những cái mod sử dụng trên cái em Moja Mini S này luôn nhé. Hiện tại thì mình đã bật cái em Moja Mini S này lên rồi. Thì ở cái chế độ tiêu chuẩn khi mà các bạn bật cái chiếc gimbal lên thì nó đang ở một cái mod gọi là Pan Follow Mod nha các bạn. Ở đây thì các bạn có thể thấy nè, đấy, khi các bạn di chuyển qua lại ấy, cái chiếc gimbal thì là cái chiếc điện thoại của các bạn nó sẽ đi theo các bạn luôn. Pan được thôi, nghĩa là qua trái qua phải được thôi chứ không lên xuống được, các bạn thấy nè, đó. Khi mà mình dí lên dí xuống thì cái chiếc điện thoại của mình vẫn không có di chuyển được. Nó ở chỉ chế độ là Pan Mod thôi. Còn khi mà các bạn nhấn giữ cái nút trigger một lần, nhấn giữ nút trigger một lần thì nó sẽ ở cái chế độ là tiêu mod. Và khi các bạn tiêu lên tiêu xuống, đó, cái chiếc điện thoại của các bạn nó sẽ dí theo các bạn luôn. Nó không như cái chế độ là pan follow khi nãy ha, là các bạn chỉ pan qua pan lại thôi, lên xuống thì nó sẽ giữ cố định một chỗ. Còn bây giờ khi mà các bạn giữ nút trigger một lần, đó, là cái chiếc điện thoại của các bạn nhìn đây, đó, nó sẽ đi theo các bạn luôn. Ở đây là chế độ là tiêu mod nha các bạn. Và tiếp theo đó thì một cái chức năng khá là quen thuộc, đó chính là recenter, là trở lại cái chế độ mặc định ban đầu. Thì các bạn nhấn hai lần nút trigger để các bạn thấy ha, mình sẽ làm lại cho các bạn xem lần nữa. Khi mà ví dụ như các bạn giữ một cái giao tiếp như vậy nè, rồi các bạn nhấn hai lần nút trigger là cái chiếc điện thoại của các bạn nó sẽ trở lại với cái chế độ là recenter. Đó là hai cái mod đầu tiên. Tiếp theo là một cái mod chức năng nó liên quan đến cái nút trigger phía sau này nữa, đó chính là các bạn nhấn một lần hoặc giữ một lần thì nó sẽ chuyển sang cái chế độ là lock mod. Nó sẽ khóa tất cả các trục luôn, các bạn thấy nè. Đó, mình làm như thế nào nó cũng không có đi theo được.
Cái này là lock mode nha các bạn, nó sẽ khóa tất cả những cái trục luôn, ban, tiêu và ron. Tất cả những cái trục các bạn sẽ đều không thể sử dụng được, mà các bạn chỉ có thể đi theo cái hướng chính diện duy nhất. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái mod liên quan đến những cái phím chức năng của cái chiếc gimbal Monza Mini S này. Hai cái nút ở bên đây, cái nút trên cũng như là cái nút bên phải mình đã nói cho các bạn biết rồi ha. Một cái thì liên quan đến phần chuyển đổi quay chụp, một cái thì chúng ta có thể xem lại những cái gì mà chúng ta vừa quay vừa chụp khi nãy. Còn ở cái nút M, cái phím chức năng rất là quan trọng. Khi mà các bạn nhấn hai lần cái phím M này, một lần, hai lần, là nó sẽ chuyển sang cái chế độ là FPV mode. FPV mode nó sẽ cho các bạn những cái góc quay rất là sáng tạo. Bây giờ các bạn có thể thấy này đó, là các bạn cầm cái chiếc gimbal đi theo cái hướng nào thì là cái chiếc điện thoại của các bạn nó sẽ đi luôn theo cái hướng của các bạn như vậy luôn. Rất là đã luôn. Bây giờ các bạn di theo cái hướng nào thì là cái chiếc điện thoại của các bạn nó sẽ bắt theo cái hướng đó luôn. Các bạn sẽ tạo được rất là nhiều những cái góc sáng tạo, những cái góc đặc sắc dựa vào cái chế độ FPV mode của cái chiếc gimbal Monza Mini S này. Và khi mà các bạn không muốn dùng nữa thì các bạn có thể nhấn hai lần phím M tương tự, cũng như là các bạn có thể nhấn hai lần nút trigger để nó trở lại cái chế độ ban đầu ha. Và phím dưới nó sẽ cho chúng ta hai cái chức năng cuối cùng còn lại cũng rất là thú vị. Đầu tiên các bạn nhấn hai lần cái nút phía dưới này, nó sẽ chuyển sang một cái chế độ gọi là sport mode hay gọi là fast mode ở trên những cái chiếc gimbal khác. Ở đây các bạn thấy nè, khi mà các bạn nhấn hai lần cái nút này ha, thì các bạn thấy này đó, cái chiếc điện thoại của các bạn nó sẽ ban cực kỳ nhanh theo cái tốc độ chuyển của cái chiếc gimbal của các bạn luôn. Nó giúp cho các bạn quan sát và bắt được cái chủ thể nhanh hơn, đặc biệt là những cái bạn mà quay thể thao. Đó là các bạn sẽ theo được sát những cái chủ thể mà các bạn cần quay một cách nhanh chóng mà không cần phải đợi cái ban mode nó di chuyển theo cái chủ thể. Các bạn có thể bắt được luôn cái chủ thể đó một cách cực kỳ nhanh chóng với cái chế độ fast mode hoặc là sport mode này. Cơ bản thì nó là cái ban mode mở rộng. Thay vì ban mode nó sẽ khá là chậm, còn boss mode thì cái tốc độ của nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều để cho các bạn có thể bắt được những cái chủ thể một cách nhanh chóng. Và cuối cùng là một cái mode mà được rất nhiều bạn chờ đợi, đó chính là roll hoặc là spin mode, là xoay 360 độ các bạn. Thì các bạn sẽ nhấn 3 lần cái phím dưới đây, 1, 2, 3, đó nó sẽ xoay qua. Và đến lúc này thì các bạn chỉ cần dùng cái nút joystick nè và các bạn di nó thôi, đó là nó sẽ tạo ra một cái video xoay 360 độ cho các bạn có thể tạo ra được những cái thước phim RON 360 độ rất là sáng tạo dựa vào cái spin mode hay là cái RON 360 trên cái Monza Mini S này một cách rất là mượt mà ha. Rồi, cũng như tương tự những cái mod khác, các bạn có thể sử dụng nút trigger nhấn hai lần để cho nó trở lại cái trạng thái recenter ban đầu. Và đây là những cái mod hỗ trợ trên Monza Mini S tính tới điểm hiện tại. Nó chỉ có khác một xíu về cái nút chuyển đổi ở phía trên thôi, còn lại những cái mod của nó đều sử dụng gần như là tương tự như là ở cái phiên bản trước của Monza Mini S nha các bạn. Và cuối cùng là một cái câu hỏi mà rất nhiều bạn hỏi mình, đó chính là cái chiếc gimbal Monza Mini S này các bạn có thể chuyển từ cái màn hình ngang sang màn hình dọc được không? Thực tế thì các bạn hoàn toàn có thể, nhưng mà các bạn nên lưu ý một điều về cái phần này. Mình đã làm một cái video trước đó về top 3 cái mẫu gimbal giá rẻ ha, các bạn có thể xem lại, nhưng mà mình sẽ làm lại một lần nữa dành cho những các bạn lần đầu xem video này. Đầu tiên, để các bạn có thể chuyển đổi từ màn hình ngang sang quay theo kiểu màn hình dọc thì các bạn nên tắt cái chiếc gimbal đi hoặc chuyển nó sang cái chế độ sleep mode, cái chế độ nghỉ nha các bạn. Các bạn nhấn một lần cái nút nguồn ở bên đây nè, đó các bạn nhấn một lần vào, đó nó sẽ chuyển sang cái chế độ nghỉ. Lúc này các bạn có thể thao tác được trên cái trục của cái chiếc gimbal. Các bạn nhìn ở phía sau ha, nó có một cái trục tiêu ở đây nè, đó các bạn thấy có một cái trục tiêu nè, thì các bạn sẽ kéo cái chiếc điện thoại, kéo cái khay giữa cái trục ra và các bạn bẻ ngược theo cái hướng bên trái đó, thì ngược theo hướng bên trái là lúc này là các bạn đã có thể xoay từ cái màn hình ngang sang cái màn hình dọc được rồi. Và lúc này thì các bạn sẽ nhấn một lần cái nút nguồn để cho nó trở lại cái trái đất hoạt động ban đầu, là lúc này thì các bạn đã có thể sử dụng cái chiếc Monza Mini S này theo cái kiểu màn hình dọc, chuyển từ cái mode ngang sang mode dọc. Thì nó sẽ không được tiện lợi như những cái chiếc gimbal khác. Ở đây thì các bạn phải chỉnh bằng tay và các bạn nên lưu ý là tắt cái gimbal trước khi mà các bạn sẽ chuyển đổi từ ngang sang dọc, cũng như là từ dọc sang ngang, để đảm bảo cái sự an toàn cũng như là cái tính ổn định trên cái chiếc Monza Mini S này nhé. Như vậy là trong video này chúng ta đã lần lượt tìm hiểu những cái thay đổi của cái phần mềm Monza Journey, cũng như là mình đã hướng dẫn cho các bạn những cái mod chức năng để sử dụng trên cái em gimbal này. Thật sự thì với một cái chiếc gimbal giá chỉ hơn 1,2 triệu, chúng ta đã có rất là nhiều những cái thứ hay ho. Chống rung, 30 cái ứng dụng Monza Journey ở cái lần này nó hỗ trợ cho chúng ta phải nói là cực kỳ tốt luôn. Đặc biệt là cái story timeline nó cho chúng ta tạo ra những video ấy cực kỳ là đã, đúng không? Và đặc biệt là những cái mod trên cái gimbal này nó cũng đã tối giản cũng như sử dụng dễ dàng hơn rất là nhiều rồi. Nó cho chúng ta tạo ra những video cũng như là đi quay du lịch
đi chơi với bạn một cách cực kỳ thoải mái và tiện lợi. Và link của em Moza Mini S này thì mình sẽ để dưới cái phần mô tả để cho các bạn tiện theo dõi và trải nghiệm nó nhé. Rồi, và đây là tất cả những cái gì về em gimbal này, cũng như là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì nhớ để lại comment ở dưới phần mô tả nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh YouTube của Linh Kiện Store nhé.